Xin chào mọi người. Giờ mình đang ở núi Chứa Chan, Gia Lào. Đoàn mình có 2 người. Xin chào. Hai thanh niên kỳ lễ vui vẻ nha. Các bạn like share mạnh nha. 1.000 một gì đang live stream hả? Không có. Tôi sống ảo giả bộ thôi. Không, là về live stream lại được bộ. Sao live stream lại được? Live stream bằng cái OBS đó. À, tức là live stream với cái stream đó hả? À. Mình đang ở đoạn nào ta? Giữa núi chưa? Chưa mà. Tới chùa mới gọi là tới giữa núi. Chùa. Nó đeo núi mới đeo được cái bàn kia. Không. Bây giờ là ngược lại đâu được. Thấy không? Ủa, đâu rồi? Nó không có cái nút đó. À, đúng không? Tăng sáng hả? Tăng sáng thì được, nhưng mà lật lại không được. À. Thế bọn nay chim nó vẫn cứ lật qua lật lại. Lâu thôi. Ví dụ như mình đi chơi hoài sao? Chơi hoài bác nên làm chứ. Đám mây. Bỏ anh đâu? Đám mây. Đám mây tôi phun rồi. Phun mẹ đám mây rồi. Bây giờ muốn xài đám mây phải mua. Mây nhiều mây mà. Mây nào? Mây ga hả? Free luôn hả? Free á. Bây giờ không thì driver Google á. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Xin chào các bạn. Bây giờ là tụi mình đã lên đến nửa ngọn núi rồi. Nên một nửa còn lại là đường đá. Bây giờ là tụi mình tiếp tục leo lên tới đỉnh luôn. Dự định là lên tới đỉnh trong vòng 2 tiếng. Go. Let's go.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở trên đường núi Chúa Chan. Neo được 60% chặng đường rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trên đỉnh nha. Bye. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Rồi hát karaoke mà Tuốt đây còn nghe. Xin chào các bạn. Mình đã lên tới đỉnh. Mình đã lên tới đỉnh núi Chúa Chan. Chúng tôi đã lên tới đỉnh rồi. Nhìn đây. Ra kia là cáp treo. Mà nhưng mà mình không đi cáp treo. Mình đi đường núi. Hiện không, trên núi chỉ có hai nàng thôi. Không ngờ là đỉnh núi này dễ leo như vậy. Dạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Tụi mình lên tới đỉnh rồi nha. Núi này sao dễ đi quá. Lần sau tụi mình sẽ chinh phục đỉnh núi cao hơn. Yeah. Ít nhất cũng phải leo lên đỉnh Everest. Đỉnh này thường quá. Dạ. Yeah. Cho các bạn xem bậc thảm nha. Yeah. Qua chờ một chút. Tụi mình chuẩn bị nhịp tí. Đúng rồi. Trước chân. Cái té chết mẹ luôn á. Đứng đây té xuống cái là mất xác luôn á. Các bạn chú ý nha. Ủa đầu má nó giờ tắt mẹ rồi. Gì kỳ vậy? Không hả, nó không tắt đâu, nó nghỉ màn hình thôi. Bấm quay rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Nó nghỉ màn hình thôi. Bạn nhìn nha. Tha má à. Quay 360 độ cho các bạn xem nha. Dạ, yeah, ra đứng trên món đá nè. Cao lắm nha các bạn. Quay bằng SD cam đẹp hơn. Để biết là đẹp hơn, tôi chưa có kinh nghiệm quay cái này nên chưa biết. Ông coi mấy cái thằng nó đi phượt á. Nó quay bằng SD cam đẹp lắm. Tại vì nó camera lồi á. Ừ. Bây giờ đoạn đường xuống rất là gian nan. Nhưng mà không làm cho chúng tôi nản lòng. Có bạn nào thích trải nghiệm leo núi thì đăng ký qua số điện thoại 01222953890 hoặc email Nguyễn Thành Thủ Tướng 890@gmail.com. Chụp hình rồi, chụp hình.
xin chào các bạn. Đứng yên rồi. Giờ tụi mình nhảy xuống nha các bạn. Yeah. Đây là đồng chí Tuấn. Ok, xin chào các bạn. Nhớ like share nha các bạn. Xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang đi xuống. Cái này nó có tiếng không? Có micro không? Có chứ, không tiếng mà. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Đây là Quỳnh nha, đến từ Long Khánh. Quỳnh thì chưa có bồ nha các bạn. Các bạn muốn làm quen thì liên hệ với mình nha. Luôn cho các bạn chào Khánh nha các bạn ơi.
chụp hình luôn. Chụp hình đi. Ok. Cảm ơn em nha. Cho chụp hình chung luôn. Không có gì đâu. Tối nay ngã thì trên YouTube. Hết bữa nay đâu gặp mặt nữa. Tối nay YouTube nên tìm kiếm nha em. Kênh YouTube của anh hả? Du lịch bằng hai chân. Chân bấm em. Dạ. Khó bấm á.